Rồi sao đâu rồi, cái mạch thầy kiểm tra là coi sao nè. Nói gì thầy? À đây, cái sơ đồ đây phải không? Sơ đồ đây là trời ơi. Như vậy thì cái mạch này là em lắp, à, một hộp viên lắp như thế này ha. Đó. Đó, như vậy thì em thấy không? Đây là con ốc tu quang nè. Để em này đã lắp. Để em này lắp nãy giờ mấy tiếng rồi? Mấy tiếng rồi? À, nửa tiếng. Nửa tiếng hả? Nửa tiếng học là lắp rồi có gì trở ngại không? Bây giờ mình làm thử coi, thử coi coi sao. Cái này hai nguồn hai bên đúng không? Đúng. Rồi để thầy kiểm tra coi. Rồi bây giờ cái mạch này tác dụng là cái gì? Là phích đại âm ly, âm ly. Đây là cái micro. À, phích đại, phích đại tín hiệu để ra đầu ra để mình cách ly đúng không? Đúng. Rồi bây giờ thử sao? Thử sao? Vỗ tay đi. Vỗ tay thầy. Vỗ tay ai biết? Sao không thấy sáng này chứ vậy? Đâu? Thấy chưa thầy? À vậy thổi cái là sáng đèn, thổi lâu rồi nó sáng dữ luôn không? À ok chưa thầy? Đó. Đây là những học viên đây ha. Vậy có lý mạch mất à? Khó vậy mà sáng này 3 năm được không thầy? Hai nửa năm. Anh học mấy ngày rồi? Ba ngày. 3 ngày rồi mà anh làm được cái mạch phức tạp này chắc anh học tới năm rồi anh ra nghề được rồi. Ok. Học tới 1 năm dữ không? Ở đây người ta đào tạo để cho miễn tính tiền cơm mà kiểu đó thật chết thầy đúng không? Ta ra về ta cho nhanh người ta đuổi đi cho sớm. Đó, 3 ngày học. Đúng không? Bây giờ vô đây chính thức là mấy ngày? 3. 3 ngày rồi phải không? Có biết gì điện tử chưa? Biết. Biết sư cái gì rồi? Tăng si to giờ. Nhưng mà mới vô biết cái gì nhiều không? Cũng một ít thôi. Một ít thôi hả? Biết về điện. Rồi bây giờ biết để tôi khảo sát lại coi nè. Khảo sát thì thử lên luôn nè. Cái này là gì? Micro. Micro thì đặc biệt mình chú ý cái micro nó có cái gì trong? Thì có nguồn dương và âm ra. Là nó có hai cái đường dương đường âm đúng không? Đúng rồi. Rồi, đường âm thì cấm dương âm đúng không? Đúng. Rồi. Rồi ở đây có con gì? Tăng xe to. Tăng xe to nó gồm có mấy chân? Ba chân. À nó có cực gì? Cực B và cực C và cực A. Rồi, rồi nó có bao nhiêu loại tăng xe to? Tăng xe to thì chắc 3 loại. Hoặc là 4 loại tăng xe to. Không. Hai loại. Có hai là tăng. Đó, con thận và con nghịch. À, thì con thận và con nghịch, tăng xe to có hai con thận và con nghịch. Đúng rồi. Thì con thận nó tên gì? Con thận thì BNB. BNB đúng rồi, là phụ nữ đúng không? Phụ nữ. Rồi con nghịch. Con nghịch thì NBN. NBN. Rồi. Như vậy thì con thận á với con nghịch á nó khác nhau cái gì để mình chú ý nó về cái điện kích cực B. Thì con nghịch á thì dòng điện đi từ dương sang đang âm. Con thận thì đi từ âm dương. Không, đọc lại coi. Cái con thuận với con nghịch á, cái cực cực B á nó muốn cái cực C với cực A nó nối với nhau á thì nó nhờ cái cực B để nó kích vô. Nó kích nó dẫn thì cái con thuận á thì nó kích bằng xung gì? Điện gì? Điện âm hay điện dương? Điện âm hay điện dương? Con nghịch kích bằng điện dương. Con nghịch kích bằng điện dương. Rồi con thận. Con thận kích bằng điện âm. À rồi đặc biệt là cái con tăng to nó kích bằng dòng hay là bằng áp? Bằng áp. Bằng áp hả? Bằng áp mà hôm qua học là bằng áp hả? Hôm qua học là cái con tăng to nó kích bằng dòng. Dở tập lại coi chuyện qua có dạy con tăng to nó kích dòng hả áp đầu tiên luôn. Cái ngày đầu tiên là ngày mấy? Bữa nay mình học ngày mấy rồi? Ngày thứ ba là ngày đầu tiên đâu? Đâu coi kỹ coi. Không, cái bài đó không phải. Bài bên ở trong kia. Kế bên nữa. Đó, đúng rồi đó, cái bài đó đầu tiên đó. Coi cái chữ B nó có chữ dòng giống không? Có chữ Y giống không? Chữ B nè. Chữ B đó. Rồi ghi cái dòng chữ gì đó thấy không? Nhìn kỹ thấy không? Ghi cái dòng chữ đó thấy không? Kiển bằng dòng điện. Trời ơi, không chịu học bài mà giờ nghĩ sao vậy hả? Không học bài hả? Kiển bằng dòng điện. Rồi có mấy con khác nó khiển bằng áp nhưng mà chưa học mấy con đó. Mới ngày thứ ba làm sao cho học nhiều được. Bữa nay học là micro, tăng si to, rồi con led biết chưa? Điện. Con led là nó gồm có gì? Con led có cực dương và cực âm. À, nó gọi là anode và cathode nha.
Thì điện đi từ từ đâu qua đâu? Nãy giờ nói thì bằng việc cathode và anode. Anode và cathode. Anode và cathode. Điều khiển là nó đi từ dương qua âm hay từ âm qua dương? Điện nó đi từ từ anode qua cathode đúng không? Đúng. Rồi không thuộc là học lại nha. Rồi mình biết được cái con này là còn có ống tơ quang mới vừa học đó, mới vừa học để mình thí nghiệm đó. Con ống tơ quang đâu lấy ra? Con ống tơ quang nãy dạy bài nãy mới, bài lý thuyết dạy ống tơ quang. Cái mạch này là mạch mới cho. Rồi ống tơ quang đấy đó đúng rồi. Ống tơ quang có bốn chân. Đâu bốn chân? Nhưng mà lật lại cái ống tơ quang bên kia, lật lại ống tơ quang này, ống tơ quang đây cái tay chỗ đó đó. Rồi lật lên ốc tô quang đúng không? Vậy nhận dạng ốc tô quang thì nó có cái dấu nào là cái... có một dấu chấm thì là chân một, dấu chấm là chân một đúng không? Rồi đục ngược kim đồng hồ kế rồi. Bên là chân hai. Rồi mình chỉ vô sơ đồ đi, mình chỉ vô sơ đồ đi. Bây giờ nè, chân nào chân một? Chân một. Đây chân nào chân hai? Chân hai. Rồi điện nó đi từ đâu về đâu? Đi từ chân một qua chân hai. Rồi nó đi như vậy thì mình cấp điện nó nhiều quá thì nó chết cái con ở trỏng thì mình phải làm sao? Thì mình phải có con điện trở. Để tính toán con điện trở đó mình phải dùng công thức đúng không? Công thức gì nhớ không? Điện trở thì R bằng U chi. Nhưng mà tính rối quá thì sao? Mình dùng cái gì? Dùng biến trở. Dùng biến trở để làm gì? Để đo. Để đo chi? Biết ôm. Bao nhiêu ôm để gắn điện trở cho hợp lý phải không? Cái này là mẹo hay là cái gì? Mẹo. Đúng rồi, mẹo. Rồi, như vậy thì cái con này khi mà nó chạy qua dòng điện nó chạy xuống thì nó làm gì? Con quát này nó quát quang qua thì bên đây là sao? Thì con tâm chi to nó sẽ đóng cái con bên đây nó sẽ nó con bên đây nó sẽ nhận, nó nhận, nó giống như con tâm chi to đó, nó cực B đúng không? Nó nhận rồi thì điện thì ra đâu? Điện thì nó chạy qua đây thì qua bóng đèn nó trực hờ đây đúng không? Ở đây nhận rồi thì nó chạy xuống mát nãy trên mát thì đèn sao sáng lên. Như vậy thì cái nguồn đây với nguồn đây nó riêng biệt đúng không hay là nó chung? Riêng. Rồi dán mắt chung được không? Không được. Mắt chung dán được thì mình câu 3/7 đây qua cũng được, nhưng mà nó là nó sử dụng cho nguồn riêng. Còn mắt chung mình để qua đây chung cũng được nha không? Đó. Rồi cái sơ đồ này cũng đã lắp ráp rồi nè. Ok, như vậy thì biết có hai con led nối tiếp nhau thì cái điện thế nó lên cao hay là nó chia làm hai? Lên cao hơn đúng không? Rồi tiếp tục cái mạch này là giải thích cái mạch này coi. Cái mạch này là thầy cho để lắp nãy cái mạch này nè. Đúng rồi. Để mình giải thích được để không cho khán giả ta tin đó. Bây giờ giải thích cái bộ mạch đó đi. Trước tiên thì một giọng nói, mình có một giọng nói nối vào một cái micro thì nó sẽ phát ra một cái tín hiệu. Thì cái tín hiệu của giọng nói mình nó sẽ đi qua một con tăng chi to. Không, nó làm dẫn cái con đó. Nó là làm dẫn cái con tăng chi to này. Thì cái dẫn con chi to này nó sẽ đi qua một cái... Điện đâu? Từ đâu? Từ 3/7 nó sẽ đi xuống. Qua điện trở nhiều. Qua điện trở 22 kg. Rồi nó chạy xuống một cái cực âm thì nó sẽ đi qua một cái cực B của con tăng chi to tiếp theo, làm cho con đó nó đóng tiếp thì một nguồn điện của 3/7 xuống thì đến đây nó sẽ có một cái phát quang lớn lên, không tín hiệu nó phát đại, nó một cái tín hiệu phát đại lớn lên, nó lớn làm lên. Cho đó dương luôn, làm cho cái con tăng chi to này dương tiếp thì nó sao nó dẫn nữa, nó sẽ dẫn tiếp. Nó dẫn rồi thì sao nữa? Nó dẫn thì từ cái con này nó sẽ từ cái 3/7 nó sẽ chạy về. Đúng rồi. Cái chân của con ốc ốc thì to thì ốc tô quang. Ốc tô quang thì tất cả cái dòng thì nó sẽ chạy về cực âm. Và nó là sao nữa? Nó sẽ phát quang. Nó sẽ phát quang ở đâu? Phát quang phát ở đâu? Phát quang trong con oscillator này. Thì con oscillator này trong con oscillator nó sẽ có một cái phát có một tín hiệu hả? Nó một cái tín hiệu sáng để nó phóng dòng điện qua. Rồi nói chung là nó cái con bên kia nó gì nhận thì phóng dòng điện qua thì cái con bên con nó không phóng dòng điện mà nó chiếu ánh sáng thôi. Chiếu ánh sáng thôi thì con bên đây nó sẽ nhận. Nó nhận thì nó sẽ cấp một cái nguồn điện qua. Nguồn điện từ đâu? Cấp nguồn điện từ đâu? Từ cái nguồn điện đâu để sáng con led? Từ cái nguồn điện của 3/7. Đúng rồi, rồi qua con đi con led đó. Qua một con led. Qua led đó, để cái tay vô. Đúng rồi, led này. Rồi chạy đâu? Chạy về và chạy xuống âm thì bóng đèn sẽ sáng, con led sẽ sáng. Ok, vậy là như vậy thì mình hỏi nè, cái nguồn 3/7 ở bên này nè, thấy không?
dưới nguồn mèo anh bảy đây nè, nó có nó, nếu mình gắn chung được không, hay là nó chỉ rờ gì luôn? Có gắn chung vẫn ok, không có chuyện gì, nhưng mà mình muốn tách về ra cho nó không có để vấn đề làm phức tạp quá. À, có nghĩa là cái mạch điện mình sau này mình sẽ ứng dụng ở bên kia là nó sẽ là 220V cũng chẳng hạn, đúng không? Đúng. Rồi ok, như vậy là hiểu rồi ha. Rồi hiểu rồi, ok. Vậy là ok. À, học 3 ngày mà làm được cái mạch điện như vậy thì ok. Để thử lại này coi. Thử lại cái mạch mình coi nè. Bây giờ chị thử lại coi cái mạch của mình thực hành coi. Thổi vô sáng đúng không? Thổi vô là sáng. Thổi vô sáng. Rồi. Bây giờ thổi mạnh, thổi liên tục dài coi. Thổi liên tục dài nó vẫn sáng tiếp tục. Rồi, như vậy thì bây giờ mình muốn con sáng, con led nó sáng lâu chút xíu thì phải làm sao? Thì mình phải thổi dài thêm, thổi nhiều nữa. À ok. Rồi. Giờ như vậy thì sau này mình sẽ làm cái AC bên đây nè. Được. Mình điều khiển một cái đèn hay là cái gì đó. Dù mình tép tay cái ha là này nó sáng đèn bên đây. Còn để sáng dữ hay không thì mình dùng con SCR hoặc là con Triac hay là một cái con gì đó. Sau này mình sẽ học cái bài tiếp theo, đúng không? Rồi bài học này về luyện, cố gắng luyện. Mới 3 ngày là dữ ok rồi. Rồi giờ mình sẽ luyện chút xíu cho bài tập về nhà rồi cắm thêm.